Lại sao? Là cắn tay. Của em là thường cắn bút. Của em là cắn mọi người. Anh thích mũi. Damn! Lúc nhỏ em thích bày trò gì nhất khi ba mẹ vắng nhà? Chơi búp bê hả? À không, lục đồ. Lục đồ của ba má. Ném đá sang nhà hàng xóm. Thường lấy nước tạt đầy nhà. À, mà hết chân đệm ra xây lâu đài. Chơi đồ hàng. Mở nhà hàng mầm. Tôi nói với bố mẹ là mình lấy sổ tiết kiệm của mẹ ra bạn. Rồi, lần khiến ba mẹ đi nhất đó là lúc nào? Không chịu gội đầu một tuần. Cho là em đi chơi qua đêm mà không nói ba mẹ. Trốn học đi chơi. À, chọn ngành học, học ngành mỹ thuật. Trên đó thì họ kiểu như thích làm bác sĩ hơn là bác sĩ. Đã không nói chuyện với em khoảng 4-5 năm rồi. Rồi, trong mắt ba mẹ em là? Nhóc mới lớn. Con gái lớn. Con lớn. Con gái. Con lợn. Trong mắt tuổi cùng xóm em là? Con lợn. Một đứa ngây thơ tốt bụng. Đầu têu gạo râu hay sao? Hay là hot girl xóm đó đi. Hot girl xóm đó. Từ hôm nay, hãy gọi tôi là Hoa Hậu. Lý do bị ghi sổ đầu bài bá đạo nhất? Không học thuộc bài. Đã là giờ ăn giọng giờ làm bài. Em không bị ghi sổ đầu bài nếu mà em nếu có tên em xóa tên em trong sổ đầu bài. Thường thì em không có lần kia có đánh nhau mình ghi sổ đầu bài rồi. Em đã từng bị mời phụ huynh chưa? Lý do là gì? Đấy, cái lần đánh nhau đó. Đã bị mời lúc còn học cấp 1 vì lý do là cho bạn xuống ao cá bắn cá. Có. Chưa bị mời phụ huynh. Môn học giỏi nhất thời đến trường? Môn vẽ. Dạ, bông hoa. Văn. Môn vẽ. Em là môn văn. Năng khiếu và tài lẽ đặc biệt lúc nào của em? Diễn kịch với lại vậy. Làm người khác bực mình. Chơi game là mẹ. Đánh đàn. May đồ búp bê. Cái năng khiếu đó thì em vẫn dùng tới bây giờ chứ? Hết mày một búp bê à? Em may cái quần xì để làm cái pop được tiền. Năng khiếu lúc nhỏ, cái lúc đó là em không nhận ra là mình biết vẽ. Cho đến lúc mà học suốt thời gian dài luôn mình mới biết là mình có khả năng vẽ. Em nghĩ là quyết định đó là một trong những quyết định khá sáng suốt. Cô chăm con heo đất. Thế là em biết là em không thông minh rồi đấy. Năm nay chị 18 tuổi, tuổi chị gấp đôi tuổi em. Vậy năm chị 60 tuổi thì tuổi em là bao nhiêu? 30 tuổi. 3.5. Ủa gì vậy? Đến gì vậy? Nào, 18 nhân 2 bằng 36. Có được quyền bỏ cuộc chơi không anh? Em chéo chuyên nghe. Em vừa mới tính đi. Trời ơi, em nghĩ câu tướng này tốt mẹ không? Tại em có nghe một câu giống vậy rồi. Là 30. Lâu quá rồi. 18 nhân 2 rồi. Có nghĩa là khi mà con này 18 tuổi thì bà đó 36 tuổi. Đấy, nhân chéo chuyên ngang đi, 18. 30 cộng với 9 tuổi. Thôi 39 tuổi. Sao vậy? Sao tính? 30. Sai. Em mệt mỏi với câu hỏi kiểu này quá. 30. Đáp án là gì anh? 51. Đúng, 51. Vỗ tay, vỗ tay. Cái câu này quen ơi là quen luôn. Em thấy cái màu này quen lắm. Trong sự tích sọ dừa, người mẹ đã ướm chân trái hay chân phải vào dấu chân lạ để mang thai sọ dừa? Em nhớ là chân trái. Cho dù không có câu trả lời em vẫn nhớ rõ ràng là chân phải. Như chân phải sao ấy? Sự tích sọ dừa là sọ dừa từ trong rừng không có ướm chân. Ướm chân là giống. Trái chị phải đi. Trong chị nó làm gì có cái tình tiết đó cả. Chỉ là em đọc chuyện là uống dừa nhưng mà em đẻ là sọ dừa. Núi gì bị chặt ra từng khúc? Núi đôi. Ủa đó. Bị chặt. Thái Sơn. Yes. Con gì không gáy ở mà người ta vẫn gọi là nhà? Heo mái. Heo mái. Con gà móng đỏ. Con gà trắng. Hello, con gà mái. Em đã bán rồi đó anh. Cái gì tay trái cầm được, tay phải không cầm được? Tay phải. Tay phải. Tay phải.
gì đâu trời, cái nào cắn cầm được, tay nào chẳng cầm được. Damn! Ước mơ điên rồ lúc nhỏ của em là gì? Nó là đạo diễn một phim nổi tiếng chụp đạt giải Oscar. Em không có ước mơ làm siêu nhân. Em có ước mơ làm võ siêu nhân cơ. Wow. Biến thành con trai. Biến hình giống Son Goku ấy. Rồi trong vòng 24 giờ em được quay trở lại tuổi thơ thì em sẽ được, em muốn quay lại giai đoạn nào và sẽ làm gì đầu tiên? Quay lại đúng vào lúc em được vào trường mới của mình hồi lớp 8. Thì trường cũ của em đầy đứa khinh em, lát nào em hay phục thích. Trường mới em nhiều bài tốt cũ hơn, thích sống lại thôi. Em nghĩ nếu em thì em quay lại năm lớp 12 của em để em quậy nhiều hơn, em nói chuyện với nhiều bạn hơn. Có một lần đầu tiên trong đời em ngủ mì đi bụi. Nói chung là đi bụi. Em muốn là cái ngày 24 giờ đó em dành một ngày, nói chung là trọn vẹn để em có thể đi bụi thành công. Lúc mới sầm, lúc đó em sẽ khóc mà không ai la em, mày lớn rồi còn mày còn mất nước nữa. Tụi em nghĩ mình có thể thành công không? Nói chung hồi nhỏ thì suy nghĩ rất là non nớt. Với ba mẹ thì nhỏ cho nên thì được ba mẹ bảo bọc á, việc gì cũng không có tự làm hết, hoặc là nhắc nhở hoặc là chỉ biết thì mới làm. Đến khi mà em lên đại học thì bắt đầu mới độc lập, rồi tất cả mọi thứ đều phải tự mình quyết định, tự mình tìm hiểu, chứ ba mẹ cũng không có biết nhiều về những cái lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực ba mẹ, cho nên mình phải tự tìm hiểu để xử lý tất cả. Em vậy thì em nghĩ là chắc thành công về có hai mảng là tư duy và chiều cao thôi, còn về ngoại hình thì chắc thất bại của đạo hóa. Thất bại của đạo hóa.